tuyên truyền. Thế vào toàn này còn tắt tắt tình duyên cái gì? Cái hồi đấy là chưa có gì. À chưa. Sợ hết về cái đấy à? Nhiều quá phải cắt gì? Nhiều quá. Nên giới thiệu cho chỗ của bốn chùa giật. Chùa cướp, chùa cướp giật đó. Chùa cướp giật. Em cắt một lúc 10 cô. Rồi, luật phí thế. Cắt 1, 2 thôi. Kiểu như là em tưởng là có 10 cô. Bây giờ chỉ cô nào quan sát thôi. Hà Long thì nó kênh như là nó nhỏ hơn. Đâu nhiều chứ, chồng em đi xa thôi. Trông như bị bóng ngựa cuốn vào trong cái đi bộ này rồi. Bây giờ một con cá mập ở đây em để nó bắt ngay. Ai bắt ai nào?